Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố cho biết trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc COVID-19, gồm 7 ca đã cách ly tập trung, 2 ca cách ly tại nhà, 1 ca trong khu phòng tỏa, 2 ca tại chốt kiểm dịch cửa ngõ và 10 ca cộng đồng, 10 ca bệnh gồm. 3 ca lấy mẫu hộ gia đình phường An Hải Bắc liên quan chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực, An Hải Bắc. 4 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Nại Hiên Đông, trong đó 2 ca liên quan chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực, An Hải Bắc, hai là anh em khác nhà thường xuyên tiếp xúc với nhau, chưa xác định nguồn lây. Một ca đến bệnh viện 199 xét nghiệm, sau điều tra là F1 tiếp xúc F0 Đinh Tiểu tại chợ An Hải Bắc, thuộc chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực, An Hải Bắc. Một ca ở 91 Nại Thịnh 2, Nại Hiên Đông, lấy mẫu diện rộng nhà hàng, quán ăn, chưa xác định nguồn lây. Một ca ở 134 Nguyễn Phạm Tuân, Hòa Hải, có triệu chứng đến khám tại Trung tâm Y tế Sơn Trà, chưa xác định nguồn lây.